bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mai Vàng Channel nha. Thì mình đây là tôm, này là tôm thẻ bạn, nó cũng to lắm, cũng to bằng hai ngón tay của mình rồi bạn. Thì đây là nửa ký tôm thẻ ha bạn. Thì bây giờ mình sẽ làm cái món tôm rim nước mắm nha các bạn. Rồi thì mời các bạn theo dõi video của mình làm nha. Bây giờ trước tiên á thì nó còn sống luôn nè bạn, nó tươi xanh luôn á. Thì bây giờ trước tiên á là mình đi làm cái tôm này nha, nhưng mà mình chừa cái đầu lại nha các bạn. Mình lột cái lưng nó ra, mình lột cái da nó ra mà mình chừa cái đầu nó lại ha. Và bây giờ bắt đầu mình đi làm cái tôm này, bắt đầu mình rim nha các bạn. Tôm mình đã lột xong rồi các bạn, mình lột ha, mình chừa cái đầu nó lại để hồi nó còn nguyên con nó đẹp nha các bạn. Mình chừa cái đuôi nó lại để hồi mình làm xong các bạn còn nguyên con nó đẹp ha. Đó. Rồi bên đây là tỏi với ớt nha các bạn. Đó, tỏi với ớt ha. Bên đây là đường cát nha các bạn. Bột ngọt ha. Đó, bột ngọt. Đây là nước nước mắm nha các bạn. Rồi đây là dầu ăn ha. Thì bây giờ bắt đầu mình làm cái món tôm rim nước mắm tỏi ớt nha các bạn. Mình sẽ băm nhuyễn cái tỏi này ra để hồi mình phi cho nó thơm nha các bạn. Rồi cái tỏi nó nhuyễn như thế này là được rồi nha các bạn. Thì bây giờ là mình mầm tới cái ớt này nha. Hai mình xài hai trái ớt sừng luôn nha các bạn, siêu cay luôn nha các bạn. Đó. Rồi xong rồi nha. Mình sẽ pha cái nước mắm vào trong đây để ngồi mình làm cái món tôm rim nha các bạn. Thì đầu tiên á là nửa ký tôm á thì mình cho khoảng một muỗng canh đường vào đây nha các bạn. Đó. Một muỗng canh đường nha các bạn. Khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt thôi nha các bạn. Mình không có xài nhiều bột ngọt nha các bạn. Đó, mình xài xíu rồi. Đó. Cho nó ngon thôi, cho nó có cái vị vậy. Đó. Thì nửa ký tôm thì mình khoảng xài một muỗng canh nước mắm nha các bạn. Rồi. Để cho cái hỗn hợp này nó tan ra nha các bạn. Rồi một hồi mình sẽ bỏ tôm vô đây mình rim nha các bạn. Rồi mình để đây nha các bạn. Rồi bắt đầu thì bây giờ mình đi đây, xong rồi thì bây giờ mình sẽ đi chiên cái tôm này nha các bạn. Đó, bắt đầu mình đi chiên cái tôm này lên nha. Rồi cái tỏi cái dầu ăn nó sôi lên nè các bạn, cái tỏi nó cũng thơm rồi đó. Thì mình sẽ cho cái tôm này vào mình chiên luôn nha các bạn. Đó, mình cho hết cái tôm này vào nha. Con tôm nó cong lại là nó chín nha các bạn. Rồi tôm nó chín rồi nè các bạn, mình chiên khoảng 3 phút 4 phút thôi, tối đa là 5 phút thôi, mình không có chiên lâu nha các bạn. Thì nó chín rồi, bây giờ mình sẽ cho nó qua một cái rổ để cho nó ráo dầu nha các bạn.
Đó, bạn thấy không, nó chín rồi nè. Đó. Đó, nó chín rồi nè, rất là ngon luôn nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đổ qua cái rổ nha. Rồi tôm chiên nó chín rồi nè bạn, bây giờ mình cho tôm qua cái rổ này nha. Đó, cho dầu nó chảy ra hết nha. Đó. Rồi mình sử dụng tiếp cái chảo hồi nãy để mình rim cái tôm nha các bạn. Thì bây giờ cái dầu ăn hồi nãy là mình chiên tôm nè các bạn. Đó, giờ mình cho vào đây. Rồi xong rồi bây giờ mình sẽ cho tôm qua cái nước sốt hồi nãy nè các bạn. Cái nước sốt hồi nãy mà mình làm á các bạn, thì nước mắm với đường với bột ngọt cái tiếp ha. Mình cho tỏi vào cho thơm nha các bạn. Đó, cho tỏi vào trước nha các bạn. Cho nó ráo dầu nha các bạn. Đó, rồi mình đổ chôm tôm vô đây, mình trộn lên cho nó ấy, cho nó thấm nha các bạn. Đó, mình trộn lên. Rồi tỏi xong rồi mình cho hết ớt này vào luôn nha các bạn. Siêu cay luôn nha các bạn. Mình trộn tôm như thế này nha các bạn. Đó, trộn lên cho thấm nha các bạn. Đó, mình xóc lên, mình xóc cái tôm nó lên cho nó thấm với đường với nước mắm nha các bạn. Đó. Đó, rồi bây giờ xong rồi đó, thì mình sẽ bắt đầu mình rim cái tôm này nha các bạn. Đổ lên mùi cay nồng nặc luôn nha các bạn. Đó. Rồi các bạn, thì rồi kết nó thơm mà nè các bạn, nó lên nè, bạn thấy lên màu vàng không, nó cay quá cay. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái tôm này vào mình rim nha các bạn. Đó, xào lên. Cái này mình rim mặn mặn ngọt ngọt nha các bạn, mình để nhỏ lửa từ từ thôi nha các bạn, đừng có để lớn lửa quá thì nó chín áp nha các bạn. Đó. Lúc này nước mắm nó thấm vào trong con tôm nó rất là ngon nha các bạn. Ớt này khi nó cay á. Đó. Rồi nó có ngọt nhưng mà nó không có mặn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thêm khoảng chừng một muỗng cà phê nước mắm vào trong đây nữa nha các bạn. Ừ. Nó chưa mặn nha. Ừ. Cái này mình thêm mặn mặn ăn nó ngon hơn nha các bạn. Ừ. Món này thì ăn với cơm tuyệt vời luôn nha các bạn. Rất là hao cơm luôn nha các bạn. Ừ. Rồi mình rim cho cái nước nó kẹo lại nè các bạn, nó thấm vô con tôm là được nha các bạn. Đó.